Kỳ Lân trân trọng giới thiệu bộ răng được đúc bằng vàng nguyên khối ao 750 đính kim cương trắng và kim cương đen. Đây là một bộ răng gọi là bộ riêu để mà mình bọc lên cái hàm răng của mình. Kỳ Lân thực hiện cho chính bản thân mình để làm mẫu để quý khách xem chi tiết cận cảnh nha. Và Kỳ Lân làm luôn cả hai hàm, hàm trên và hàm dưới. Và tùy vào nhu cầu của chúng ta, có thể là làm một hàm, hai hàm, hoặc là một hàm chúng ta làm bốn răng, hai răng cũng được. Thường thì mọi người hay làm là sáu răng một hàm, mà Kỳ Lân thực hiện là ở đây của mình là tám răng, tính làm hết luôn. Nhưng mà hết luôn thì ở ngoài nhìn vô đâu có thấy đâu. Mình làm tám răng thì ở ngoài ở chính diện nhìn vô đều thấy full luôn, che hết răng luôn, nên không cần thiết phải làm full hàm trên và full hàm dưới.